sau khoảng thời gian đó mà tụi mình hướng dẫn sử dụng con này mà mình thấy nó sẽ xảy ra thêm một số các những cái phải lưu ý trên mạng này nữa, thì giờ mình sẽ làm một clip hướng dẫn lại. Người tên là Canon AF35M. Đây là phần nắp ống kính của bạn. Mỗi lần chụp thì mình sẽ mở nắp ống kính ra. Rồi, cái pin của bạn này sẽ nằm ở dưới đít máy. Pin mình sẽ pin 2A. Mình sẽ đặt ở trên Shopee hoặc ghé mấy chỗ rửa để mua. Thì khi mình gắn pin vô xong, mình cách mình test á là mình che cái tay vô cái ống kính, là mình nhấp nhẹ nữa lúc chụp. Nếu mà cái đèn ở trong cái view ngắm nằm bên tay phải của mình á, thì bên tay trái nó sẽ có một cái đèn màu đỏ. Nếu nó sáng cái đèn đỏ đó, có nghĩa là mình gắn pin đúng, mà nếu nó kia sáng đèn đỏ thì là mình gắn sai. Mình lỡ gắn lại đó đèn đỏ đó. Đó, nếu nó sáng lên nghĩa là đúng rồi, nếu nó không sáng nghĩa là chưa đúng. Mình cứ nhớ che tay lại. Tại vì ý nghĩa của cái đèn đỏ đó là vào những chỗ nào thiếu sáng thì nó sẽ sáng đèn đỏ đó lên để báo cho mình biết thì mình đang che tay nghĩa là thiếu sáng. Đó là một cái để mình check pin, kiểm tra pin. Rồi, cái thứ hai là khi mà đèn đỏ nó sáng thì mình bật cái flash lên để mình chụp. Thì thường những cái bạn này sẽ pin 2A nên flash của những bạn này sẽ hồi khoảng chừng 5 đến 15 giây. Thì sau đó mình có thể chụp được tấm hình có flash. Rồi, mình mua cuộn phim bao nhiêu thì mình chỉnh ISO cho nó phù hợp với từng cuộn phim mình mua. Ví dụ như mình chụp ban ngày nhiều, mình có thể mua 100, 200. Nhưng khi mà vào những chỗ tối thì mình bật flash. Nếu mình chụp ban đêm nhiều và mình không muốn bật flash quá nhiều thì mình có thể mua 400. Đây là cần hiện giờ, kéo cái này xuống, đợi 10 giây, sau đó bấm chụp. Thì trong 10 giây đó cái máy nó sẽ kiểu chạy hiện giờ. Và xong 10 giây, nó sẽ chụp. Rồi, ok, sau 10 giây đó, nó chụp. Rồi, đây là một bộ đếm số của máy cho mình biết số tấm hình của cái máy chụp là bao nhiêu tấm. Đây là cái chỗ kiểm tra phim. Thì khi mà không có phim thì mình chụp, cái máy sẽ đứng yên. Rồi, nếu trong những trường hợp, những cái lưu ý gì thì trong những trường hợp cái máy nó báo đỏ nè, nhờ bạn không muốn bật flash thì bạn có thể giúp mình. Đó, ví dụ như máy báo đỏ, đây là con mắt báo sáng, ví dụ như báo đỏ, mình bấm chụp mình cứ nghe tiếng nó chậm. Nếu bạn chụp trong những chỗ tối, chụp chậm thì bạn có nên giữ cái nút chụp 1 giây thải ra, hoặc cứ đôi khi là 2 giây. Đó, nếu nó quá chậm đó, thì bạn giữ nút chụp cho nó chụp hết cái shooter, những cái tiếng chụp của nó thì mới thải ra. Chụp hết cái tiếng mới thải ra. Ok, chụp hết cái tiếng mới thải ra. Rồi, về cách lấy nét thì những bạn này sẽ lấy nét theo tâm điểm chính giữa trong một cái vòng tròn chính giữa trong view ngắm. Và đó, tâm điểm chính giữa là cái gì? Thì đó, chính giữa nó sẽ có một vòng tròn. Rồi, và nó có một cái thước ở dưới. Nếu mà mình chụp cái gì thì mình đưa cái vòng tròn nó vào trong cái vật thể muốn chụp, bấm hết thì nó sẽ lấy nét và mình thả tay ra là nó chụp. Rồi, bây giờ về cách gắn phim với tháo phim thì mình muốn gắn phim vô, mình sẽ chỉnh ISO trước. Sau đó thì mình kéo cái đầu lò ra hướng xuống, mở ra. Mở ra thì buộc lòng cái bộ đếm sẽ phải trả về, ban đầu là chữ S. Rồi, tiếp theo là mình bỏ cái đầu lò ra này hướng xuống dưới như thế này. Và kéo cái dây phim nè, nhét vào cái khe ở đây. Rồi, khi mình nhét thì mình cẩn thận nhét, cầm cái mép này, nhét sâu sâu vô. Sau đó mình bấm, chụp, bỏ một tấm, thấy nó cuốn heo được là chính xác rồi đó, thì mình đóng lại. Rồi, khi đóng lại cái lẫy này thì mình sẽ vừa kéo cái chữ xuống open, kéo cái nút xanh này xuống open, đèn ngón tay vô và thả ra thì nó sẽ không bị gãy cái nắp này và đỡ tốn tiền. Ok, thế thì mình chụp, mình nhìn đây thì thấy nó rung, có nghĩa là có phim và bộ đếm số bắt đầu nó nhảy từ từ lên. Đó, ví dụ như cuộn phim này có tầm 24 tấm, mình chụp đến khi nào hết thì nó sẽ tự động đứng yên cái máy và đơ cái máy luôn. Đó, ví dụ như mình chụp, chụp đến khi nào cái máy mình nó đứng yên, có nghĩa là nó đã hết phim. Đó, bình thường thì bạn gắn cuộn phim vô bạn cứ chụp khoảng chừng 1 đến 2 tháng cũng được. Pin thì thay những loại xịn xịn như mình, mình lưu ý nó cẩn thận trong việc thay pin. Tại vì những loại pin nào không xịn thì có thể làm cho cái máy nó bị kiểu chạy thời gian hết pin nữa. Thì mọi người cứ tưởng là máy bị lỗi hay gì đó, thì sự ra những cái máy này nếu mà mình gắn pin giảm thì nó sẽ chạy không được nhanh, không được lâu. Đó, chụp, chụp đến khi nào hết, hết nè. Đó, ví dụ như cuộn phim có 24, 25 tấm nè, hết nè, bao đỏ nè. Muốn tháo ra thì nhấn nút dưới đít máy, nhấn cái nút này, sau đó kéo cái lẫy này qua đây và giữ cái tay, mình nhìn cái này, mình nhìn đến khi nào cái lẫy này nó hết rung, có nghĩa là máy mình đã tua hết pin rồi. Rồi, sắp hết rung rồi đó. Rồi, đến khi nó chuẩn bị 3, 2, 1, nó đứng yên, mình thả cái tay ra, mình kéo cái open, lấy cuộn phim ra và đem đi rửa. Rồi, vẫn đóng nắp lại bằng cách kéo oven đè xuống đóng nắp lại, bấm chụp một cái để xả tất cả mọi thứ ra. Rồi, máy này tên là Canon AF35M. Nếu có vấn đề về máy hoặc quên gì đó thì có thể nhắn tin trực tiếp cho Film Plus hoặc
Facebook của mình là Quyền Di Tăng, thì mình sẽ hướng dẫn thêm. Cảm ơn các bạn nhiều.